Chiều ngày 1 tháng 2 vừa qua, thì ban tổ chức lễ hội khai ấn đền Trần Nam Định đã công bố thông tin là sẽ lắp camera để giám sát việc ném tiền lên kiệu ấn đền Trần tại lễ hội năm nay. Cũng như mỗi năm, lễ khai ấn đền Trần dự kiến sẽ thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Tình trạng lộn xộn, chen lấn và ném tiền lẻ vào kiệu ấn thường xuyên xảy ra. Để chấn chỉnh tình hình thiếu trật tự, ban tổ chức lễ hội quyết định lắp camera hai bên khu vực sân hành lễ. Các camera này có chức năng giám sát, xác định những người cố tình không thực hiện các quy định khi tham gia lễ hội đối với các đại biểu là cán bộ viên chức nếu cố tình ném tiền lẻ có hành vi chen lấn xô đẩy gây mất an ninh trật tự sau khi trích xuất camera để xác định nhân tính ban tổ chức sẽ gửi thông báo về cho cơ quan đơn vị công tác và xem đây là một trong những nội dung đánh giá cán bộ viên chức ngoài ra để xóa bỏ tình trạng thu tiền gửi xe sai quy định cũng như tình trạng đổi tiền lẻ ăn xin diễn ra hàng năm ban tổ chức đã di chuyển bến xe ra ngoài khu vực đền và mời thanh tra ngân hàng nhà nước cùng cơ quan chức năng đủ thẩm quyền xử lý triệt để các trường hợp vi phạm